Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhá. Hôm nay là buổi sáng ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, thì chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết âm lịch rồi. Thì những cái cây đào phai trên vườn nhà em nó đã nở hoa báo rồi các bác. Đây là những cái cây đào mà em trồng từ đầu năm ở dưới đất và không đánh chặn nên là nó phát triển rất là nhanh và mạnh, thì nó sẽ nở hoa báo sớm hơn là những cái cây đào em trồng từ đầu năm và em đánh chặn bó bầu đây nhá các bác. Đấy, và qua cái video này em cũng cho các bác xem được cái mặt hoa đào phai ở trên vườn nhà em. Xem các bác có thấy có đẹp không? Và cái bông hoa này đường kính nó tầm độ gần 4 cm đấy các bác ạ. Hoa báo nhưng mà nó phải được gần 4 cm rồi nên là nó rất là to. Đấy. Khi nó mới nở thì nó sẽ màu như này này các bác, màu phai nhạt nhạt đi như này. Và khi nó sắp tàn thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ, đỏ hồng ở bên trong cái nhụy này nha các bác. Thì cây đào của mình cảm giác như nó đổi màu ấy các bác, từ màu phai chuyển thành màu đỏ hồng hồng ở trong cái nhụy của nó. Đấy. Và qua cái video này thì em cũng quay cho các bác những cái cây đào phai ở trên vườn nhà em, để cho các bác nào mà có lấy đi buôn thì các bác biết được mặt hoa. Và các bác nào mà chơi đào này ấy, thì các bác thích cái dòng hoa này thì các bác có thể liên hệ với em, thì em có thể ship cây lên cho các bác nhé. Vì năm nay dịch dã là nhiều tỉnh là không tổ chức hội chợ hoa đào. Đấy, nên là mang đi chợ cũng rất là khó. Từ năm nay thì khả năng em sẽ phải trồng những cây nhỏ thôi, vừa vừa, để có thể ship đi toàn quốc được cho mọi người, nó đơn giản hơn. Đấy, còn năm nay thì là cây này, những cái cây này làm rất chuẩn rồi, làm rất dáng cũng rất là đẹp rồi. Toàn là những cái dáng bay, đang rất thịnh hành, bay từ dưới kia lên trên đây. Đấy, và dăm nó phát đều lên. Đấy, cây cao khoảng độ được 1m7 và tán nó cũng rộng tầm độ 1m. Ship đi cũng hơi khó đấy, nhưng mà em vẫn liên hệ với bên chuyển phát là vận chuyển đi, thì tiền cước nó cao lên một chút thôi, nhưng mà vẫn có thể gửi những cái cây đào này đi toàn quốc được cho các bác nhé. Thì em cứ quay một loạt các cái cây đào phai và đào bích để cho các bác cùng xem. Nếu như các bác nào mà ưng thì các bác có thể liên hệ với em để em ship đi cho kịp Tết nhé. Đấy, đều là những cái cây dáng bay này các bác, bay từ đây ra đây, đào phai ấy các bác ạ. Đây, một cây nữa này cũng dáng bay, gốc từ đây xong bay lên trên đây, dăm nụ thì đầy đủ cả. Và em đảm bảo với các bác là những cái nụ này thì sẽ nở chuẩn Tết, vì những cái cây nào cũng đều có một vài cái hoa nó, cái nụ nó báo to bằng hạt ngô rồi các bác ạ. Đấy. Và hiện tại là em xem dự báo thời tiết ở trên Lạng Sơn chỗ em ấy, tại nơi em đang sống này, thì tầm độ 3 đến 4 hôm nữa là nó lại sẽ có mưa rào, nên là em vẫn không tưới vào đào, không tưới cho cây đâu các bác. Đáng nhẽ ra là nếu như các bác nào mà ở vùng nào mà đang rất là lạnh như này nhưng mà nó không có mưa, mà cây của các bác chưa có cái hoa báo như này, thì các bác cứ nên thỉnh thoảng, hôm nay các bác tưới cho một chút nhé, để cho cái cây nó tầm độ đến mùng 10 âm lịch nó phải có một bông nở ra như này cơ, thì là nó sẽ chuẩn Tết. Đấy, nếu như các bác có 1-2 cây ấy mà nó đến mùng 10 âm lịch là nó sẽ phải nở thêm, nở tầm độ một bông ra như này ở cái cây như này. Đấy, thì mới gọi là chuẩn Tết nhá. Còn nếu mà bây giờ đến mùng 10 mà nó vẫn chưa có cái nụ nào nở ra như này thì là nó hơi chậm, nên là các bác sẽ phải tưới thúc mạnh hơn. Còn nếu như bác nào mà nó đã nở bung bét ra như này tầm độ 20-30 bông rồi thì các bác nên hãm, không nên tưới nước cho cây nữa. 20-30 bông nở trên cây ra như này thì nó nở hơi bị sớm đấy các bác ạ. Đấy, như một cây dáng bay nữa này các bác. Đấy, dăm cành là dày rít vào với nhau này. Và dáng nó bay sang đây. Năm nay em cũng có lẫn 1-2 cây là cả hoa bích cả hoa phai các bác ạ. Đấy, bác nào thích cái loại đào đấy thì nhắn tin cho em nhé. Em ghép một cành đào bích và một cành đào phai cùng trên một cái cây luôn. Nên là để mà chơi hoa thì các bác có thể chơi được hai màu hoa luôn trên cùng một cây. Đấy. Đây các bác xem này, toàn những cái cây dáng bay. Những cái cây này là cây đào bích này. Gốc nó hơi nhỏ một chút, nhưng mà tiến về phía dưới đây thì là cây nó sẽ to đẹp hơn này. Và nụ thì các bác xem này,
Đấy. Dáng bay ba thân lên như này. Nụ đây các bác. Nụ trên vườn, nụ đào bích. Đây là nụ đào bích các bác ạ. Đấy, bây giờ em quay cho các bác xem một cái cây này nó hơi sớm một chút này. Nếu như mà tưới vào này, cây này là nó đã nảy lộc rồi. Nảy lộc ra các cái đầu răm kia rồi. Và các cái nụ ở trên đây thì nó cũng đã chuyển sang màu trắng trắng rồi. Đây này các bác. Đấy, nụ bắt đầu to. Cứ nhìn thấy cây nào mà lộc nhiều như này thì là mình phải hãm nước. Không không tưới nước nữa. Tưới là nó sẽ vài hôm nữa nó sẽ nắng lên và sẽ nở trước Tết đấy các bác ạ. Đây như cái cây này. Cây này mà chỉ cần em tưới nước hoặc là tưới lân cái thôi thì nó tầm độ đến 23 đến ngày ông công ông táo thì là nó sẽ không còn bông hoa nào đâu các bác. Nên là vẫn đang phải hãm nước cho những cái đào bích này. Còn ví dụ như cây này chẳng hạn. Mắt thì mắt quả nó vẫn hơi đen đen này các bác. Đấy, các bác nhìn thì các bác phát hiện ra ấy. Nó mà đã chuyển thành màu trắng và có cái lông nhung ở bên trên những cái nụ thì là nó sắp nở rồi. Còn nó mà vẫn còn răm, nó vẫn còn đen xì như này ấy, thì là các bác phải tưới thêm nước nhé. Vì cây này nó chưa nở một bông hoa nào báo đâu. Nó chỉ có vài cái nụ to to như hạt ngô thôi. Đấy, đều là những cây dáng bay. Đây. Đấy, đây cây trong này cũng hơi chậm một chút này. Thì phải tưới nước này. Từ cái nghề làm đào này, các bác em đã nói trong rất nhiều các cái video là các bác thà làm chậm để mình kích hoa cho nó nở được nhanh thì dễ hơn là mình hãm nhé các bác. Một khi đào nó đã nở rồi, thời tiết nó là nắng nóng nó nở rồi thì hãm rất là khó. Trừ khi là phải có kinh nghiệm từ 5 đến 7 năm trở lên. Thì người ta hàng ngày người ta đi theo dõi cái cây đào nó phát triển ra sao thì người ta chăm sóc thì có thể hãm được. Thế nhưng mà vẫn có độ rủi ro, nó không được như lúc mình thà chăm cho nó muộn một chút. Nhưng mà mình muốn kích nó nở sớm hơn thì lại đơn giản hơn. Muốn kích nở sớm hơn thì chỉ cần tưới nước thật nhiều. Có nhiều bác thì còn hòa cả nước ấm ra tưới cho gốc. Có người thì lại hòa lân lâm thao, cái hòa lân đậm đặc ấy các bác, xong rồi tưới cho cây. Hoặc là kali thì nó nở rất là nhanh. Đấy. Cái phương pháp kích để cho nó nở sớm thì ngày xưa các cụ là toàn tưới nước ấm thôi, không có phân lân nhiều. Thì tưới nước ấm thì hoa nó cũng sẽ nở sớm hơn. Nhưng mà cái màu hoa và chất lượng hoa nó sẽ không đẹp bằng là mình tưới phân. Như nhà vườn chúng em nếu mà muộn quá là em hòa lân tưới các bác ạ. Hòa lân tưới thì vừa nở sớm và cái bông hoa nó có đủ đầy đủ chất. Nó ăn được đầy đủ chất thì hoa nó lại càng to càng đẹp. Đấy. Rồi bây giờ em cứ đi xuống cái vườn đào phai ở dưới đây nữa nhé. Để cho các bác vừa ngắm một số những cái dáng. Bác nào đi buôn được, năm nay đi buôn được thì các bác có thể liên hệ với em. Và bác nào mua lẻ thì cũng cứ liên hệ với em nhé. Tại vì năm nay đi chợ bán hoa đào là rất là khó rồi. Tại vì dịch dã rất là nhiều. Hà Nội với Hải Phòng bây giờ đang rất là căng. Đấy, đều là những cây dáng bay rất là đẹp. Bay lên tầm độ 2 đến 2 mét rưỡi, 3 mét cơ các bác. Dáng trực thì cũng xum xuê lên. Còn nếu như mà bác nào không có bác nào đi buôn hoặc là không có bác nào mua lẻ thì đến tầm độ 20, 23 này thì em cũng sẽ chở đi bán thôi. Chở đi chợ bán thôi. Năm nay thì chưa dám vào cái phôi mới nào cả. Mọi năm là tầm giờ là phôi trồng đợt cho năm tiếp theo là em sẽ trồng ở đây rồi các bác. Sẽ trồng ở đây một cây và đây một cây rồi. Ghép đây thì đã nảy mầm hết lên rồi. Thế nhưng mà năm nay các bác xem vườn thì vẫn còn như đầu năm luôn. Chưa dám vào một cái phôi nào mới. Tại vì chưa biết là bán được hay không. Đấy. Nhưng mà năm nay kiểu gì thì kiểu không có khách buôn thì em cũng phải mang đi chợ thôi các bác ạ. Mang đi chợ thì nó vất vả hơn một chút.
phải nắng mưa rồi thời tiết nó lạnh, bán được cây đào ở chợ cũng rất là vất vả, nên là em cũng rất thông cảm và cũng rất biết biết điều các bác ạ. Nếu như các bác nào mà buôn mà lấy được số lượng nhiều ấy, thì lúc nào nhà vườn chúng em cũng có một cái giá nào nó hợp lý nhất để cho các bác đi buôn, các bác có lãi. Các bác năm nay bán được thì sang năm em lại cũng sẽ bán được. Đấy. Còn em là nhà vườn thì em chỉ tập trung em sản xuất, em làm ra đắt rẻ một chút là em cũng cứ bán để cho các bác đi buôn có lời. Đây này, những cái cây này thì không có đánh chặn hay không làm gì cả, không xử lý hoa gì, thì nó nụ nó đã to như này rồi các bác. Đấy. Nhiều cây nụ đã to như này rồi. Thì những cái nụ này thì chỉ cần độ đến vài hôm nữa là nó nở thôi. Nụ sẽ to rất là nhanh đấy các bác. Đây. Đấy. Còn đào phai ở vườn bên dưới này đấy các bác. Đào phai đây thì cũng đều là dáng bay và dăm nụ đầy đủ hết. Đấy. Cả những cái cây buộc dây túm vào như này là chuẩn bị ship đi đấy các bác. Đấy, nếu như mà em ship đi thì là em sẽ buộc túm vào như này và quấn hết túi ni lông xung quanh như này. Bầu đất thì buộc chắc giữ nguyên, thế là gửi đi thôi. Em làm hợp đồng với bên chuyển phát nên là cây cối gửi đi cũng rất là yên tâm. Nếu như mà bị hỏng cây, bị gãy dập gì em lại sẽ đền cho các bác. Và bên bưu điện nó lại sẽ đền cho em. Nên là không, các bác cứ đặt cây đây thì các bác cứ yên tâm nhé. Đấy. Còn đây là những cái cây đào phai. Cây rất to nhé, cây cao khoảng độ hơn 2m và tán rộng 1m. Nhưng mà vẫn gửi đi bình thường. Dáng bay này. Đây là dáng ngũ phúc này, năm thân lên này. Phát tán tròn đều lên dáng thông. Đấy. Rồi, cái video này em xin kết thúc tại đây nhé các bác. Thì vài hôm nữa em lại quay một cái video tiếp để hướng dẫn mọi người tưới và chăm sóc cho cây nó như nào, nó ra hoa vào đúng cái dịp Tết. Rồi, em xin chào toàn thể các bác.